Tập 6. Nhưng với sự nghiệp chuyên nghiệp của một luật sư, tôi phải nói với cô, luật pháp yêu cầu bằng chứng. Trong điều kiện không có bất cứ bằng chứng yêu cầu có lợi nào, cô đi kiện cáo không hề có lợi cho cô. Ý của anh là tên khốn kiếp đó ức hiếp tôi thì bỏ qua như vậy sao? Tốt nhất tôi còn phải tốn tiền qua nhãn với anh ta. Đại luật sư Từ à, anh đến mượn cớ đuổi tôi đi sao? Cô Châu, tôi biết sao được. Luật pháp yêu cầu bằng chứng. Trong tay cô không có bằng chứng, chỉ xây xước ngoài da. Còn đối phương bị nặng như vậy, chỉ yêu cầu cô bồi thường chút tiền thuốc thang đã là rất khách sáo rồi, cho thấy anh ta không muốn làm to chuyện. Nếu không, có lẽ cô sớm bị nhốt lại rồi. Gia Kỳ, tôi sớm biết đến tiệm tình này là rước dục vào thân mà. Đại luật sư chỉ nhận vụ án nắm chắc phần thắng. Tôi hiểu rồi. Tốt nhất tôi để tình đó đánh tôi một trận, như vậy tôi mới cơ hội lưu lại bằng chứng, mới tìm được chính nghĩa và công lý, đúng không? Gia Kỳ, bạn của cô ấy quá cảm tính. Sắp đến giờ tôi hẹn bạn rồi, tôi phải đi đây. Học trưởng, anh là cái gì chứ? Đại luật sư giỏi giang à? An tĩnh, cô bình tĩnh đi. Học trưởng xin lỗi, phiền anh nể mặt tôi, giúp đỡ nghiên cứu thêm đi. Gia Kỳ, vụ án này thực sự không thể kiện được. Xin lỗi, đại luật sư Từ, tôi làm mất thời gian của anh rồi. Đây là cái gì? Đây là chi phí tư vấn của anh. Không mời được đại luật sư như anh, tôi cũng không muốn lợi dụng anh. Cô Châu, tiền này cô cầm lấy đi, tôi không nhận đâu. Một là tôi là bạn tốt của Gia Kỳ, hai là chút tiền này của cô cũng không đủ trả. Gia Kỳ, tôi không tiễn nữa. Anh, được rồi, xin cô đừng kích động nữa được không? Kéo cái gì? Alo, Tây Tử, chỗ anh thế nào? Cô ấy đồng ý rồi. Đến cửa nhà cô ấy em cũng chưa vào. Hay là em quay về đi. Anh thấy cô ấy sẽ không ra mặt đâu. Anh đã tìm hai người dự bị giúp em rồi. Tổng giám sát nói đợi em quay về xác nhận. Được, em biết rồi. Ngày mai bàn tiếp nhé. Đến ông trời cũng không giúp mình. Thôi vậy, coi như giải nhiệt mùa hè đi. Phim được thuyết minh bởi Iramat Washi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Gia Kỳ, đợi anh ra nước ngoài rồi. Anh vẫn hy vọng em sống trong căn phòng nhỏ này, giống như khi anh còn ở đây. Mỗi lần trời mưa, em đứng ở bên cửa sổ thì có thể nhìn thấy bóng hình của anh. Sao anh lại đến đây? Không phải cô nói chúng ta là một đội sao? Vì vậy tôi vừa xong việc là đến đây luôn. Thực ra công việc này giống dị, không nên để cô làm. Để cô một mình đội vừa ở đây, đến bữa tối cũng chưa ăn. Nếu tôi không đến với cô, làm sao được? Nào, mau ăn đi. Cảm ơn. À, Lý Đỉnh, tôi rất muốn hỏi anh, trong cả đội của chúng ta, anh luôn làm việc không ngại vất vả, không sợ người khác quán trách, hơn nữa luôn là người chạy hàng đầu tiên. Rốt cuộc là sức mạnh gì ủng hộ anh nhiệt tình và cố gắng đối với công việc thế này? Sao vậy? Điều này là tôi học theo cô đó. Cô chăm chỉ như vậy, tôi đâu dám ngồi chơi không. Từ lúc tôi bước vào đài truyền hình thì được điều đến chương trình của cô.
hơn 3 năm rồi. Thái độ làm việc của cô trước sau như một, là tấm gương để tôi học tập. Lý Đỉnh à, anh làm gì vậy? Anh đang nói chuyện với trưởng đài à? Nghiêm túc quá đó. Tôi có mà. Tôi có sao? Có. Nhìn khoai chứ bà. Lý Đỉnh, cô giáo Giang để chúng ta vào rồi. Anh xem. Đi thôi. Ừ, nào. Tôi thấy thiết kế của chúng ta không tồi mà. Anh xem trên bản đồ đây. Đây kìa, là Dương Tổng. Tôi thật khâm phục cô đó. Nguyễn Tổng đang ở ngoài đợi cô kìa. Nó là hẹn cô hợp đến đón cô. Xem ra khách hàng này chắc chắn thuộc về cô rồi. Nguyễn Tổng, nhưng hôm nay tôi không hợp với Liên Nghị mà. Vậy thì đó là sức hút của Dương Gia Kỳ cô rồi. Kiểu khách hàng này, một người mà cả 10 người cộng lại, rất đáng. Đi. Hơn nữa người ta còn đích thân lái xe đến đón cô. Đi. Được. Được, Dương Bỉ Hà đã cho cô đi rồi. Cậu không mau đi. Quay về chúng ta lại thảo luận tiếp. Đợi tin tốt của cô đó. Được. Sao lại thế chứ? Nguyễn Tổng, trước khi họp, tôi có thể ra một yêu cầu cá nhân không? Thứ nhất, trước khi họp, anh phải báo trước với tôi. Thứ hai, địa điểm họp tôi không có ý kiến. Xin anh đừng đến công ty đón tôi sẽ đến đúng giờ. Anh là cổ đông ở đây hay là muốn mua lại quán này? Đề nghị này của cô không tồi, tôi sẽ suy nghĩ. Làm việc hợp hành nhất định phải theo phong cách truyền thống thế sao? Tại sao không để người ta làm việc ở một nơi giúp tâm trạng vui vẻ chứ? Thực ra tôi rất muốn chuyển văn phòng đến đây. Tôi còn cho rằng loại bỏ cảm giác bức bách về không gian, ý tưởng sáng tạo hay sẽ xuất hiện không ngừng. Đây không phải là điều cần nhất trong công ty quảng cáo của cô sao? Hạt cà phê ngon như vậy, uống dội sẽ không cảm nhận được gì của nó. Từ từ uống, đừng để phí hạt cà phê. Anh trai, mua bó hoa tặng bạn gái đi. Anh trai, mẹ em bị bệnh. Anh là người tốt, mua hoa đi. Mẹ em được chữa bệnh rồi. Xin anh đó. Được. Anh lấy tất cả. Cảm ơn anh trai, anh đúng là người tốt. Đây. Cảm ơn anh trai, cảm ơn anh trai. Chỗ này đủ rồi. Cầm lấy đi. Có thể mua chút đồ bổ cho mẹ. Cảm ơn anh trai. Anh trai, bạn gái của anh thật đẹp. Quang, có tiền thật tốt, vừa làm được việc thiện, vừa khiến trẻ con vui vẻ. Nhưng tôi nghĩ mẹ của cô bé đó chưa chắc bị bệnh thật. Ngộ nhỡ thật thì sao? Cầm lấy đi. Coi như giúp tôi làm một việc tốt. Mẹ tôi đã qua đời khi tôi học cấp 3. Ký ức của tôi về mẹ luôn dừng ở thời gian khi bà ấy đưa tôi đến khu vui chơi. Tôi muốn bà ấy ngồi ngựa gỗ xoay tròn cùng tôi. Bà ấy nói đợi bà ấy khỏi bệnh sẽ chơi cùng tôi. Đáng tiếc sau này không còn cơ hội nữa. Vì vậy tôi tình nguyện cược
Đâu sợ chỉ có một lần là thật, điều đáng cả. Cảm giác này cô không hiểu đâu. Cũng đừng hiểu. Cảm giác này cô sẽ không hiểu đâu. Cũng đừng hiểu. Cảm giác không có mẹ. Sao tôi lại không hiểu chứ? Để anh ta tạo thói quen xấu. Mỗi lần điện thoại gọi đến là suất chiêu. Vương Gia Kỳ. Vương Gia Kỳ. Vương Gia Kỳ. Cô làm rơi đồ trên xe tôi rồi. Thì anh về nhà lấy một bình hoa cắm vào không phải là xong sao? Cô nói cái gì? Tôi không nghe thấy. Cô xuống đây nói đi. Tôi gọi điện thoại cho anh. Cái gì? Tôi gọi điện thoại cho anh. Cái gì? Tôi nói là gọi điện thoại cho anh. Điện thoại của tôi hết pin rồi. Hay là cô xuống đây nói đi. Cảm ơn. Nè, tôi từ xa đưa hoa đến giúp cô. Cô cứ đi như vậy sao? Tôi nhớ cô nợ tôi một bữa. Bữa hẹn lễ tình nhân đó là cô chủ động tìm tôi. Xin lỗi anh, cứ muốn hôm nay ăn sao? Đúng. Từ nay về sau chúng ta không ai nợ ai. Được rồi, chỉ một tiếng thôi. Tôi đi lên lấy đồ. Nhà hàng để xem ra làm ăn rất tốt. Có bao nhiêu người đợi bên ngoài. Không nhận ra kinh tế không phát triển. Anh nói đi, phòng riêng này chắc chắn giá không thấp đâu. Bao nhiêu? 500. 500.
Chính vì mấy người các cô giữ khư khư cái ví tiền không chịu tiêu, chẳng trách kinh tế phát triển chậm như vậy. Chút nữa ăn nhiều nói ít thôi nhé. Đừng ngạc nhiên căng nhăn, mất mặt lắm. Phục vụ. Gọi gì ta? Tiên sinh, xin chào. Cho cô gọi. Theo ý của khách đi. Cô chắc chứ? Vậy tôi gọi đây. Tôi cho cô thêm một cơ hội. Anh chỉ có một tiếng. Tiếp tục kéo dài, đồ ăn tới, tôi cũng phải đi đó. Được thôi. Rau xào, rau cuộn trứng, cá hầm. Như thế đã. Được. Đợi một chút. Hình như anh gọi không đủ hạn mức thấp nhất đó. Tôi gọi nhiều cũng không dùng. Đến lúc đó cô đi rồi, đồ ăn lên rồi, tôi phải làm sao? Được. Vậy tôi ở đây cùng anh. Gọi đi, gọi nhiều vào. Được, đưa tôi. Tiên sinh, tiểu thư, có muốn gọi món đặc biệt nhất của nhà hàng chúng tôi không? Không cần, muốn. Hay là lên trước hai chén món dây cá thực phẩm đặc sắc của chúng tôi, sau đó sau bữa lại mang lên hai chén tổ yến hoa quả tươi nhé. Rất tốt. Đúng rồi. Chút rượu vang đỏ có lợi cho giấc ngủ. Mang một chai 96 năm. Cảm ơn. Được, xin đợi một chút. Chai 96 năm. Anh thật dám gọi đó. Tôi đã rất khách sáo rồi. Rất đói à? Được, được. Chúng ta còn phải bên nhau, đi cùng nhau cả đời đó. Những điều bất ngờ anh muốn làm cho em còn rất nhiều. Chỉ cần em vui là được. Gia Kỳ, em biết không? Anh không muốn hạnh phúc chỉ giữ trong hồi ức thế này. Anh không muốn. Anh không muốn. Anh không muốn. Alo, Tiểu Dung à, tối nay không được. Tôi đang bận. Được rồi, hôm khác tôi mời.
Được, như vậy nhé. Tạm biệt. Trời ơi, sao từ nhà hàng ra mới đi được một đoạn thế này? Lái chậm quá đó. Đây không phải là ô tô sao? Còn chậm hơn rùa. Chính là xe tốt, tôi mới từ từ lái chứ. Vì xe này ba tôi thấy lần nào là mắng lần đó. Ép tôi lần trước khi xảy ra chuyện thì lừa ông ấy nói bán xe rồi. Chẳng may xảy ra chuyện nữa, tôi còn sống được không? Ngược lại là cô, giống như heo, ở đâu cũng ngủ được. Cũng không sợ tôi bán cô à? Nguyễn Tổng anh thiếu tiền sao? Có cần thiết phải buôn bán người không? Nhiều nhất xe đến nhà anh, anh dứt tôi trên xe không lo thôi. Tôi sợ người đã đi qua va vào xe của tôi. Không tài cũng không sắc, không có cái gì hết. Cô không tổn thất, tôi tổn thất mới lớn đó. Tại anh, bữa ăn cô ăn mắc hơn 3.000 của tôi mà còn nói được. Không ăn mắc hơn 3.000 của cô có thể thỉnh thoảng nhớ đến tôi sao? Nhìn đường đi, nhìn tôi làm gì, lái xe đi. Bây giờ anh cũng cảm thấy như vậy. Chỉ cần ở bên em, anh sống thế nào cũng đều rất vui vẻ. Em có nhớ không, hôm đó anh tặng em hộp nhạc, em rất thích. Em xem căn nhà này, em xem căn phòng nhỏ này. Anh trang trí giống hệt trước đây. Em thích không? Từ từ thôi, anh uống nhiều quá rồi. Tôi muốn trao cho cô giải thưởng người tốt. Nhiều trò như vậy. Nhưng anh nói đúng, hôm nay tôi đúng là rất thê thảm. Đây là cái gì? Không phải là món quà tôi trộm trước đây à? Đừng mở dội. Ai nói giải thưởng người tốt thì nhất định là đồ chơi dớ dẫn mà cô mua. Lên nhà rồi xem. Chúc ngủ ngon. Ngủ ngon. Trời ơi, sắp trời sáng rồi. Ây da, vua Gia Kỳ.
Cô tỉnh rồi, sao lại ngủ ở đây? Tối hôm qua không về à? Ừ, tối hôm qua có chút chuyện, không nghỉ ngơi tốt. Đeo, ăn sáng đi. Tây Tử, sắc mặt của cô không tốt lắm, hay là xin nghỉ về nhà nghỉ ngơi đi. Không cần, tôi vừa ngủ một giấc, lại thêm cà phê của anh, tinh thần của tôi sẽ tốt lên thôi. Nào, uống lúc còn nóng, cẩn thận bỏng. Cảm ơn. Lý Định, anh đúng là một người đàn ông tốt, chu đáo. Tôi cũng tạm. Anh như vậy đã rất tốt rồi. Mau ăn đi. Alo, tôi là Giang lão sư, là thầy cô giáo Giang. Vậy rất cảm ơn cô, rất cảm ơn cô. Được, thời gian cụ thể tôi bảo nhân viên làm việc liên lạc với cô. Được, được, được. Bye bye. Tốt quá rồi, cô giáo Giang đồng ý cho chúng ta phỏng vấn rồi. Tốt quá rồi, cũng coi như ông trời không phụ lòng người. Trận mưa đó cô không bị ướt vô ích. Còn cả anh nữa. Đúng rồi, tôi mời anh đi ăn sáng. Đi, quần áo, đi. Đi thôi. Đi thôi, đi. Đúng rồi, anh nói đi, anh muốn ăn gì? Gì cũng được. Qua bên, đừng sống mãi trong quá khứ. Người bên cạnh hiện tại mới là người anh nên trân trọng. Tây Tử, Tây Tử đã đến đây. Alo, học trưởng, chuyện gì vậy? Hôm nay tôi không tìm cô. Cô Châu có văn phòng không? Mời cô ấy nghe điện thoại đi. Có, cô ấy ở đây, đợi chút, được. Tìm cô đó. Alo, tôi là Châu Tĩnh An. Là tôi, là đại luật sư không có chính nghĩa, không có công lý, Từ Thời Phong. Tôi gọi điện là muốn nói với cô, tên háo sắc bị cô đánh cho gần chết lại phạm pháp rồi. Bây giờ anh ta đã bị bắt, hơn nữa đã bị khởi tố rồi. Lần này cô được rút giận rồi. Alo, alo, sao không có tiếng? Alo, cô không ngất chứ? Alo, sao anh biết? Tôi à, vì để chứng minh tôi là một luật sư có tính công lý, có chính nghĩa, vẫn luôn giúp đỡ giải quyết vụ án này. Vẫn may ông trời có mắt, anh ta lại phạm pháp. Nếu không, há không phải tôi mãi mãi bị dán mác luật sư vô lương tâm sao? Alo, học trưởng, thật cảm ơn anh quá. Nói cho Tĩnh An biết tin này. Cô ấy vui đến nỗi ngay ra rồi. Cô gái này. Được rồi, thế nhé, học trưởng. Cuối tuần này tôi mời anh uống rượu nhé. Không vấn đề. Lâu lắm rồi tôi không uống rượu. Vậy nhé, tạm biệt. Đợi một chút, đợi một chút. Alo, đại. Đại luật sư. Trưa nay tôi có thể mời anh ăn cơm không? Được, 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 không vấn đề. Luật sư Từ, tôi kính anh một ly. Xin lỗi trước đây để hiểu lầm anh. Được, vì cô phòng vệ chính đáng, cạn ly.
Sau này đừng gọi tôi là đại luật sư nữa, giống Gia Kỳ, gọi tôi là học trưởng đi. Được. Học trưởng. Nói đến vụ án của cô, người đó là tội phạm tâm thần biến thái, giống hệt như bệnh cuồng dâm, cuồng nhị thành niên vậy. Cho nên anh ta mới trong tình trạng bị thương chưa lành đã tiếp tục phạm tội. Đúng vậy, thật đáng sợ. Sau này, người bị hại, cô ấy thế nào? Cô ấy à? Còn kém cô xa. Bị thương rất nặng. Vậy sao? Cho nên tôi cũng suy nghĩ việc xử lý tiếp theo, giúp cô ấy miễn phí. Gia Kỳ nói rất đúng. Anh thực sự là một luật sư rất có tâm. Man quá. Thực ra cô vẫn là một cô bé. Sau này đừng động một cái là thành phụ nữ không biết lý lẽ. Không hay lắm. Y quy rất quan trọng. Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Tôi sẽ học tập Gia Kỳ. Điểm này cô ấy thật sự giỏi hơn tôi. Tôi phải thừa nhận. Tôi thấy Gia Kỳ một mình cô ấy thực sự quá mệt. May còn có một người bạn vui vẻ như cô. Nếu không thật khó sống. Đương nhiên rồi. Tôi và Gia Kỳ là chị em tốt nhất. Người cô ấy à, có lúc nghĩ không thông. Vì những hồi ức nên sống quên đi trước đây trói buộc. Hình như làm thế nào cũng không thoát khỏi. Không còn sớm nữa, tôi giúp cô gọi xe về văn phòng nhé. Không có thời gian gặp, có phải không? Được không sao? Được không sao? Trong vòng 2 ngày anh không xuất hiện thì dứt khoát cút khỏi cuộc sống của tôi đi. Ai chọc cô ấy rồi? Nè, Tiểu Dương đang tức giận ai? Không biết. Cô tránh ra xa đi. Nếu không cô sẽ bị mắng một trận tơi bời. Ăn một bữa trưa mà lâu như vậy. Alo, quảng cáo đại danh, xin chào. Dương Tổng à? Dương Tổng à? Dương Tổng. Dương Tổng. Làm gì vậy? Tìm chị à? Nói tôi không ở đây. Nói tôi không có ở đây. Xin lỗi. Dương Tổng với chúng tôi, chị ấy đang họp. Xin lỗi, anh là ai? Hay là anh để lại lời nhắn? Tôi giúp anh chuyển đến chị ấy. Được. Được. Đâu có. Đâu có. Được, tạm biệt. Nói đi, nghe ra làm gì? Là một anh họ Tiêu gọi đến. Anh ta nói anh ta sẽ gửi tin nhắn cho chị. Tin nhắn thì có thể đuổi tôi rồi sao? Coi tôi là ai? Tình khốn kiếp. Ai mà xui xẻo vậy, khiến nữ nhân bị hạ thành ra như vậy? Không biết. Mọi người thấy chưa? Đã thấy chưa?
Tôi dám nói lần này, nữ vương bệ hạ chắc chắn bị người tình chọc giận rồi. Mọi người nghĩ xem, bình thường tính khí của chị ấy cũng chưa bao giờ mất kiềm chế như vậy, đến tên khốn kiếp cũng mắng ra được. Chuyện này hả, không nhỏ đâu. Người phụ nữ có thông minh tài giỏi đi nữa, một khi dướng vào chuyện tình cảm, đó chính là ép phải chết. Gia Kỳ à, tối nay có rảnh không? Chúng ta đi mua đồ ăn, về nhà nói chuyện được không? Sao vậy? Mới có một bữa cơm mà vui vẻ như vậy, không nhìn được phải nhanh chóng nói. Ai da, sao cô đáng ghét vậy? Được không hả? Được. Tốt quá. Nói đi. Nhìn cả một buổi chiều rồi. Tôi rửa tay cung kính nghe đây, cô dâu. Gia Kỳ à, cô nói rất đúng. Học trưởng ấy hả? Anh ấy đúng là một luật sư tốt. Rất tốt. Hơn nữa, anh ấy là một người đàn ông đáng tin cậy. Tại sao hai người không đến với nhau? Anh ấy thật sự rất quan tâm cô. Chuyện này phải xem duyên phận mà. Cô và anh ấy không đánh sẽ không thân. Tôi và anh ấy tình như thủ túc. Nói thật, anh ấy giống như anh trai tôi vậy. Anh ấy rất thương tôi, vì vậy chúng tôi hoàn toàn không có gì. Nhưng cô nói xem, sau khi trải qua bao nhiêu phức tạp như vậy, anh ấy sẽ thích tôi không? Có chứ. Hai người đã cùng nhau ăn cơm, có lẽ là bạn rồi. Nói cũng phải. Cô nói xem, anh ấy, học trưởng, thích kiểu phong cách thế nào? Đừng, xin cô đó. Dáng vẻ này của cô đã vô cùng xinh đẹp đáng yêu, đừng thay đổi nữa. Thật không giống bạn bè. Đây là gì? Tỉnh An. Giày bowling. Cô đi chơi bowling lúc nào vậy? Đi với ai? Chuyện này tôi cũng tâm sự với cô. Cô làm gì mà giấu tôi chứ? Có phải Nguyễn Tổng không? Đúng không? Chắc chắn là anh ta. Làm gì vậy? Việc này không phải là bí mật gì mà. Nguyễn Tổng quá ok rồi. Vừa đẹp trai vừa giàu có, chu đáo với cô như vậy, có gì không tốt? Được rồi, tôi đã nói với cô rồi. Thực ra tôi và Nguyễn Chính Đông, giữa hai chúng tôi hoàn toàn không có cảm giác tình yêu. Nhưng chúng tôi đã từng yêu. Chúng tôi biết cảm giác khi yêu một người là như thế nào. Nhưng tôi ở cùng Nguyễn Chính Đông, tôi thường cảm thấy hình như anh ta coi tôi như đồ chơi của anh ta, hoặc là vật nuôi. Lúc anh ta muốn thì sờ một cái, nhìn thấy thú vui khác thì chạy mất. Tôi thì không sao, coi như là tính khí kỳ quái của người có tiền. Có điều tôi nói với cô, tôi đó tuyệt đối sẽ không thích kiểu người đàn ông như vậy. Kén chọn quá. Cô không thích à? Vậy sao còn nhận giày của người ta? Cô không cần thì cho tôi nhé. Tỉnh An à, của tôi. Cô cũng không biết chơi bowling. Được đó, Hòa Bình. Đến cũng không chào hỏi trước. Tôi đặc biệt đến tìm anh. Tôi biết năng lực của anh ở đây cao nhất. Làm gì? Ôm cây đợi thỏ à? Ngồi đi. Nè. Nói đi. Đông Tử. Bây giờ anh có Gia Kỳ rồi. Có phải trong cuộc sống bản thân cũng nên biết tiết chế lại không? Còn khen anh từ nước ngoài về, suy nghĩ có phải bảo thủ quá không? Có bạn gái thì phải thay đổi thói quen sinh hoạt của bản thân sao? Với lại, tôi cũng không bảo cô ấy thay đổi gì tôi. Anh đang giúp Gia Kỳ để ý tôi à? Đương nhiên không phải.
Tôi chỉ thấy hai người sống hai thế giới khác nhau. Nếu cứ cố ở bên nhau, có thể sẽ xảy ra vấn đề.